Ngon không? Ngon không? Ừ, được, ngon lắm. Cá nướng ngon. Cá nướng này bao giờ chưa? Ngon lắm. Kiếp quá. Như kiểu chưa nhìn thấy cá nướng bao giờ ấy. Hôm nay con làm sao ngon. Điếc cười. Như ông vỡ tổ. Hôm nay món làm sao ngon lắm. Ai làm đấy? Ai làm món này? Hôm nay lắm con này kiểu gì cũng mặn rượu, cũng mặn phải được. Lên tiếng là tiếng uôn à? Lên tiếng uôn à? Lên tiếng uôn à? Anh Thắng mua món cá lên. Hôm nay món ngon mặn rượu mặn phải rồi. Khiếp quá. Số 1. Number 1. Số 1 nhưng mà 10 cũng là 1 mà. Ngon lắm. Xin chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại thì đang ở nhà em Trần nhá. Đấy. Nấu nướng sáng nay là hộ anh em làm bếp là xong rồi. Bây giờ chỉ còn món cá này nữa với cả món canh nữa là xong. Bày hết vào trong nhà rồi. Sáng nay là mình hộ anh em làm bếp bởi vì là không có ai hộ làm, ít người quá. Đấy. Nhà em Trần này thì ít người thôi, không đông người như khách mời, nhiều khách mời như nhà em Báo. Có 5 mâm thôi. Giờ đợi cá kia chín với lại canh nữa là xong, là anh em sẽ vào ngồi. Cỏ cân không? Đủ bát chứ? Cái hôm nay chứ nhà không biết à? Đấy nha, hôm nay giới thiệu với mọi người nha. Đây món giả cầy này, gan xào gừng này, thịt gan này, cá thịt này, gan luộc này, cá này, cá nướng này, đồ xào này, cải mèo này, cải mèo cải bông này, không có mẻn mén này. Lâu mẻn mén đâu nhỉ? Không có mẻn mén thật. Nó lằng nó. Đây là hai bát ớt siêu cay. Mẻ mén vẫn làm mà. Vừa đi làm thế mà khó mà. Có đi chứ. Lấy bát mẻ mén về ăn nó sướng nhỉ. Có mà thấy nó làm mà. Làm mà. Không có một chú lo có tiền quá. Thôi mời các chú các bác bên kia nhá. Rất là đông vui. Năm mâm tròn vo. Mời tất cả anh em bên kia. Không làm đâu. Nhà Trần này là ít khách hơn nhà Báo nhỉ? Nhà Báo đông khách. Vậy à? Nhà Báo 14 mâm mà. Vậy à? Cái này nhà Trần có 5 mâm thôi. Cái này ít thì đã ăn ít. Anh em thấy nhá. Cho một lợn đâu. Mời tất cả anh em nhá. Làm 1 2 3 rô cái nhá. 1 2 3 rô. 2 3 rô. Không đều yếu quá nghe này. Cái loa dài rồi. Thế mà dễ nhận hơn. Đã được chén nào đâu đúng không? Anh được. Anh còn mang cả cái gì đấy? Cô lô à? Cô lô. Rượu riêng à? Ờ. Cái này tạm thời để đây. Đấy. Hả? Giới thiệu mọi người đây là mật nhá. Mật nguyên nướng. Ờ, cho vào rượu cũng được. Anh em có ăn mật không? Cái này bát của em, cái này bát ăn cơm. Rồi, giới thiệu mọi người nha. Mật rượu này. À nhầm, mật lợn tí cho vào rượu. Mật này tí lưới đã nướng qua rồi nhá. Trong có tí, trong tí hòa với rượu xong là ai ăn đắng được thì cho vào canh. Ơi không. Không, ăn lấy ăn. Một số người không ăn được ấy. Mình chỉ cho vào uống mỗi người 1-2 ly thôi. À, đúng rồi. Không sao vậy được. Đây này. Được. Để đấy, chồng cho. Kẹp chặt vào nhá. Quật cho hậu, của hậu khai mà. Ui, đừng nhúng xuống. Đừng nhúng xuống anh. Dạ, cắt cho hậu cho chân. Cứ bình tĩnh, đừng tranh nhau. Đấy đấy, nhẹ nhàng thôi. Thế này được, thế này cho tiếp. Thế này làm gì? Cho em. Cái nhà. Bắt đây.
đá đá cái chén này chuyên múc nhờ đây. Nó hợp vệ sinh đi đúng không? Vệ sinh được hợp vệ sinh đi hai vệ sinh không là thang là thang tôi quái vào cho nó đều đi quái rồi anh mà mình mấy người nhỉ 2, 4, 6, 8 cái nhiều ông khác con ba người anh ấy mầm trên đồng nhất cái mầm nó có ba không phải rượu ba đâu bên kia mười rồi. Đấy bây giờ anh em rót mỗi người một ly rượu mật. Có cái mật lợn nó như cái nhựa của mật gấu anh nhỉ. Mật gấu. To có đó. Một chén này đáng giá 1 triệu ấy. Mật gấu. Ôi mật gấu nhiều tiền lắm. Đây nhá anh em nhá. Bây giờ là mật gấu đó. Mật gấu nuôi thôi. Có mật gấu, gấu lợn. Đây, mật gấu đấy. Mời tất cả anh em. Chưa chén nào đã đổ ra rồi. Em vào uống này. Anh Thắng ơi. Được mà, nhỉ? Ngon mà. Thế là anh em bên này. Tự nhiên như nhà mình nhá. Tự nhiên nhá. Ăn cơm chưa đã. Cái này rượu vào uống ít thôi. Cám ơn. Đấy, anh em ăn cá đi. Cá ngon đây này. Em nướng cả buổi sáng đấy. Em nướng cả buổi sáng. Chị chí tài kiến nó sẽ làm ăn gì luôn. Hôm nay không làm món gì, làm món cá nướng này đâu. Ôi ô tại nhà không có được đi nữa tại nó tham thế này người dân này đó là cho anh thôi em đó tham ăn gấp ra gấp cho thợ đi thợ toán này đây gấp cho sếp rồi anh em rồi gấp cho tao nhá. Thôi em trên đấy cũng có nước nữa không có ao cá gấp cho em nhiều nữa cá ngon nữa cá ngon nữa cá ngon này cơ mà ngon. Nhà này có ao thì được. Cá nướng ngon mà. Anh em ăn tự nhiên đi. Ăn khỏe vào. Chế mạnh đi. Ăn mạnh là cũng mạnh tí đi nhỉ. Nó cái kia nó cho nó cho ơi. Xin phép cá mời ăn nó báo rồi trước luôn rồi. Thế bao nữa là ăn uống rồi. Anh ơi. Uống rồi. Uống rồi. Anh uống rồi. Thôi em rồi đó. Còn ba nhà. Gặp nhau nhiều rồi nhờ. Uống rượu với nhau nhiều rồi. Nhưng mà chưa có dịp về uống ngồi với nhau cả. Mời nhá. Tao rót mình phải lo nhá, không có cốc để uống nữa. Lại có bảo uống mà. Rồi, cảm ơn nhé. Có giờ nằm mà họ lại thật kiến là họ có thứ không có liên quan. Ố, bữa nay có mình gì đây? Ố, mình đi chắc không về đó. Thế nhung nhỉ? Ái một con gà rồi mà. Thế nhung nhỉ? Ái một con gà rồi được kìa. Nhanh thế. Anh đã ăn hết một con gà rồi. Một con gà rồi. Đây là phải rồi. Ăn ta. Cái ông này ngủ bên kia mới hỏi. Sướng nhất anh nhỉ? Được, được xong là riêng anh này ăn hết một con gà rồi mà vẫn ăn cơm được mà. Chứng tỏ ăn tham đấy. Đấy. Ăn như con mèo mà. Em trêu thôi nhá. Nói gì hết nhỉ? Ăn khỏe mấy cá thấy rồi đi nào nhỉ? Đang chiến đấu à? Anh em muốn thôi. Mày đúng nét. Chia tỏ nó mà chứ. Anh em bên kia thì có vẻ hơi trầm tí. Chắc mâm mình là sôi nổi nhất đấy. Đúng, có nắng không mùa rồi. Nhìn nó có cái nắng. Thôi thì người vừa mà. Anh cũng bỏ cá tặng cho nó xem gì vậy nhỉ? Ở xe này. Ăn thịt sứ nào nhỉ? Chú ơi, không phải đúng. Đúng mà ngày mùng 1 này cũng được mà. Ăn gì anh? Cúng. Qua 15 là ăn gà. Qua ngày 16 là ăn được. 16 là ăn gì? 16 là ra đây gặp nhau hết rồi. Ừ, ừ. Mình uống rượu mà. Ừ. Nhờ mình sao ừ. Đi. Vâng, đúng rồi nhá. Vâng. Chúc mừng chuẩn mới nhà mới nhá. Vâng, chúc anh làm khỏe nhá. Cố gắng làm ăn phát đạt nhá. Vâng. Nhớ nhá. Vâng. Thôi, cảm ơn. Uống nhá. Nhà anh, cháu ngồi xuống.
Bán lại dòng cái. Rồi. Em cho anh. Đồng áo của Trần phải không anh? Cảm ơn anh. Rồi, anh em vừa ăn vừa uống thôi. Để làm gì? Tôi xin phép mấy anh em nha. Bây giờ là không, em với anh Thắng là xin phép đi về trước thôi. Bởi vì có công việc. Nhá, anh dừng nhá. Anh em cứ, vâng, anh em cứ vui thoải mái đi. Anh em mình ngồi tí đó. Được nhá. Tí đó. Anh nhá. Rồi. Lử nhá. Lử. Như kiểu A Lử. A Lử. Nhưng mà A Lử có đi bán gà không? A Lử là một. Nhưng mà A Lử có đi bán gà không? A Lử nó đi ra thành phố rồi. Rồi. Chào anh. Rồi. Chào nhá. Chào em. Zip. Chào em. Chào em. Chào em. Chào em. Chào anh. Vâng, em chào anh. Xin chào anh em. Xin chào nhá. Xin chào tất cả anh em. Good my siêu game. Rồi. Xin chào gì? Chào anh nhá. Cười chơi quá, cười. Cảm ơn anh. Vâng. Tận dụng răng đi chơi đấy, đi ạ. Em thì rất vui cùng anh, rất hạnh phúc cùng, rất hạnh phúc cùng anh Thắng, anh Thắng. Em thì không nghe được, em thì không nghe được. Em... anh biết là em không nghe được rồi, thì em vui không nghe được anh nói rất đâu. Rất hạnh phúc cùng anh. Anh... À, rất hạnh phúc mà. Có phải người tình của anh đâu mà hạnh phúc với anh. Hạnh phúc với vợ mày đi. Hát ở trong với anh. Chụp ảnh. Mai rồi anh. Trời ơi, người đẹp. Ui dồi. Trai tài gái sắc nhá. Ok nhá. Ôi, chào mấy chị em nhá. Không chén được đâu, chén thì chết người. Bây giờ là không quay đâu, không quay nữa đâu. Về nhá, về nhá.